Thông thường mỗi khi nói đến dòng loa 2 trong 1, tức là dòng loa vừa có thể nghe nhạc chuyên nghiệp khắt khe tinh tế, lại vừa có thể hát karaoke trong gia đình, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến loa Bose. Nhưng thực tế có một dòng loa nữa được rất nhiều người yêu thích, đó chính là dòng loa sạc Vin Vega của Mỹ. Các bạn biết là Vega thì có rất nhiều các model, nhưng cũng có những model hát karaoke được và nghe nhạc chuyên nghiệp được, nhưng cũng có những model chỉ chủ yếu là tập trung vào nghe nhạc chuyên nghiệp thôi, không hát karaoke được. Nhưng hôm nay thì tôi chỉ nói về những dòng loa sạc Vin Vega có mặt tại thị trường Việt Nam được rất nhiều người yêu thích, và đặc biệt nó có tính năng 2 trong 1, vừa có thể nghe nhạc chuyên nghiệp hay vừa có thể nghêu ngao karaoke trong gia đình. Vậy cụ thể như thế nào? Xin mời các bạn cùng dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, các bạn nhớ gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị phía trên góc phải của màn hình. Những bạn có Facebook nhớ dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động bổ ích của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ, và hiện nay kênh TikTok của tôi cũng có tên là Cương Audio. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio, hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Và hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Các bạn thân mến, chúng ta đang nhìn thấy trước mắt là sự hiện diện của 4 cặp loa sạc Vin Vega để các bạn có thể dùng vào mục đích: một là nghe nhạc đa năng, tôi nhấn mạnh là khả năng nghe nhạc đa năng, và thứ hai nữa là các bạn có thể ghép thêm vang số vào để thỉnh thoảng chúng ta nghêu ngao karaoke trong gia đình. Thì tôi đã có rất nhiều những cái bản test của những cái dòng loa sạc Vin Vega như thế này rồi. Các bạn có thể vào YouTube, vào mục tìm kiếm ấy, các bạn gõ chữ Cương Audio Vega là các bạn sẽ thấy rất nhiều những cái dòng loa Vega mà tôi đã test từ trước đến nay. Bây giờ thì tôi sẽ đi sâu vào cụ thể giới thiệu đến từng model để các bạn biết, và tôi sẽ báo giá luôn. Đồng thời tôi sẽ gợi ý đến các bạn cái phương án phối ghép. Nói đến dòng U thì hôm trước tôi đã nói các bạn rồi. Dòng U thì có rất nhiều cái model khác nhau, nhưng mà các bạn thấy là những dòng U thì thường thường theo cái tài liệu tôi đọc được trước đây, đó là dòng loa này người ta hướng vào thị trường Anh Quốc, viết tắt của chữ United Kingdom, tức là dành cho thị trường Anh Quốc. Thì các bạn thân mến, đây là cặp loa sạc Vin Vega U321. Tôi nhắc lại, đây là cặp loa sạc Vin Vega U321. Dòng này thì nó rất là chất ở cái chỗ là nó dành cho cái thị trường châu Âu, cho nên nó có rất nhiều những cái ưu điểm. Một là âm thanh của nó thì rất là hoàn hảo, và thứ nữa là các bạn nhìn thấy cái thùng của nó khá lớn, nó sâu khoảng 40, rộng khoảng 38 và cao khoảng 60 gì đó. Đấy. Thì các bạn thấy nó sử dụng 3 đường tiếng với một bát 30, bát giấy, trung giấy và một chép kèn, giúp cho các bạn có thể chơi khá là mạnh mẽ với các thể loại nhạc từ Desi Nan Top cho đến những dòng nhạc đồng quê, trữ tình, quê hương. Trước đây thì những cái dòng này 321 rồi những cái dòng tương tự thì tôi bán rất là nhiều. Như các bạn thấy ở sau lưng con này, một lỗ thông hơi này, có hai cái vi tinh chỉnh giúp cho các bạn có thể hiệu chỉnh được tiếng mid và tiếng chép, và đặc biệt là cái cầu chì đỏ đỏ ấy, ấn vào là reset lại. Nếu như trong trường hợp các bạn vận chuyển nó bị lỏng, nó bị mất một cái đường tiếng nào đó, thì các bạn chỉ ấn vào cái nút đó một hai lần thôi là nó sẽ reset lại và nó sẽ hoạt động bình thường. Thì các bạn nhớ đó là những cái bí mật của dòng loa sạc Vin Vega, hầu như dòng Vega nào cũng thế. Cặp loa này giá rất là mềm, giá chỉ 19 triệu đồng. Nếu như trước đây những cặp U321 này thì nhiều bạn phải mua với mức giá khoảng 23 triệu đồng đấy. Thì năm nay kinh tế nó khó khăn, các bạn thấy đấy. Và cặp loa này giá chỉ 19 triệu đồng thôi. Các bạn có thể ghép vào các dòng Denon, các dòng Sansui, các dòng âm ly on Kyo, Pioneer, vân vân và vân vân. Ghép thêm vang số nữa là chúng ta có thể chơi khá là đa dạng. Ở đây là cặp rất nổi tiếng, đó là cặp D5. Thì các bạn biết rồi, D này nó có D5 này, D7 này, D9 này. Dòng D này ở thị trường Việt Nam rất là thịnh hành, được nhiều người yêu thích. Sau lưng của nó có một cầu chì lại ở dạng xoay, và các bạn nhìn thấy lỗ thông hơi của nó lại nằm ở phía trước. Nó cũng sử dụng một bát 30, một trung giấy và một chép kèn. Cặp loa này thì các bạn nhìn thấy chiều rộng của nó cũng khoảng 40 và sâu của nó là 30. Cặp loa này thì các bạn biết rồi, dòng D thì rất là nổi tiếng ở Việt Nam vì nó rất là phổ biến. Có nhiều gia đình đang sở hữu dòng loa này. Và cách đây một vài tuần thì tôi có một cặp, một bạn ở Nam Định cũng đã mua rồi. Và cặp loa này có giá ở thời điểm hiện tại nó rất hợp lý, 18.500.000 đồng. Các bạn thân mến, cặp loa sạc Vin Vega D5 vừa nghe nhạc chuyên nghiệp hay vừa có thể hát karaoke. Trước đây thì tôi bán rất là nhiều D5, D7, D9. Đó, thì những dòng này thì rất nhiều người yêu thích. Các bạn nếu như các bạn có những chữ âm ly của Nhật, của Mỹ, chỉ cần công suất lớn một chút thôi là ghép vào đánh bật được ra tiếng bass, đánh cực kỳ uy lực. Nói đến Vega là nói đến cái sự mạnh mẽ, uy lực và cái khả năng trình diễn đa năng các loại nhạc. Và thứ nữa ấy, là các bạn sẽ thấy âm thanh của nó rất là mềm. Nếu như các bạn đánh bằng cái dòng âm ly của Marzahn hay những dòng âm ly của Mark Intock thì các bạn sẽ thấy là âm thanh của nó ngọt lắm, ngọt như mía lùi. Và những dòng này ấy, các bạn đánh bằng âm ly đàn bình thường, bởi vì những dòng này thường độ nhạy rất là cao. Thường thường có những cặp loa sạc Vin Vega độ nhạy của nó trên 100 dB, còn thường thường nó phổ biến từ khoảng tầm 95, đấy, 95, 98, 93 vân vân tùy theo mẫu. Ở bên này thì hai cặp khủng, thì ngày hôm trước tôi đã nói các bạn rồi. Đối với những người mà thích
bạo lực này, thích cái cảm giác mạnh này, và muốn một cái cặp loa mà nó không đụng hàng ai cả. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là cặp DX9. DX9 thì theo cái tài liệu tôi nói với các bạn này, thì nó dành cho thị trường nội địa của Mỹ. Nó là sử dụng một bát 40 thùng rất lớn, lỗ thông hơi phía sau, cầu chỉ bảo vệ ở phía sau. Và dòng này cũng sử dụng bát 40 này, trung giấy này và một chép kèn. Dòng này thì các bạn biết là thùng của nó cao. Đấy, các bạn nhìn cái sự chênh lệch so với lại D5 hay là U321 này. Thường thì cặp này người ta gọi nó là voi chiến, dòng loa cơ bắp của dân chơi Mỹ. Đấy, thùng rất là khủng. Một là bát lớn, hai là cái thể tích cộng hưởng của thùng lớn, cho nên là tiếng bát nó đánh rất là mạnh mẽ, uy lực. Ở bên này thì các bạn nhìn thấy một cái cặp nữa mà hầu như những người mà đã chơi qua cái dòng này rồi đấy, thì chúng ta đều nhận thấy là nó có cái ưu điểm rất là lớn. Đấy, một là cái mặt của nó được phủ một cái lớp nỉ để toát lên cái sự sang trọng. Đấy, và rất là bề thế. Hai vi tinh chỉnh trực diện và có tới 2 loa mid. Đấy, có tới 2 loa mid thì đương nhiên lời của nó rất là nổi. Loa chép kèn đặt ở giữa và một bát 40 gân lượn sóng. Ở bên kia thì các bạn nhìn thấy nó là dạng gân mút, như kiểu gân mút. Ở đây thì nó sử dụng gân xếp vải lượn sóng. Dòng này nó thiên về công suất, tức là dòng này đánh rất là tàn bạo. Các bạn có thể sử dụng những chiêm ly của Denon 890D, 980, 2000, các dòng Samsung đầu 7 vân vân, đánh vào những dòng này thì rất là tuyệt vời. Hai cặp này các bạn nhìn này, cả hai cặp này có giá rất là hợp lý, giá chỉ 31 triệu đồng thôi. Đấy, cặp nào thế 380 SE cũng có mức giá đó và DX9 cũng có mức giá đó, rất là hợp lý để anh em dễ dàng sở hữu. Giới thiệu đến anh em nốt cặp loa này nữa cho đủ tập đoàn sạc Vin Vega, đó là cặp loa sạc Vin Vega 280 SE. Dòng này sử dụng 3 đường tiếng với một bát 30 trung giấy và một chép kèn. Đây là một trong những dòng loa có mức giá rất là hời ở thời điểm hiện tại. Mặt của nó bọc nỉ giữ nguyên sự sang trọng như dòng 380 SE. Đây là cặp 280 SE có mức giá chỉ 17 triệu đồng. Các bạn nghe không nhầm đâu, chỉ 17 triệu đồng các bạn sở hữu ngay một cặp loa sạc Vin Vega cực kỳ sang trọng, và thứ nữa là các bạn có thể nghe nhạc chuyên nghiệp với khả năng bóc tách chi tiết, chơi khá đa năng, và thứ nữa là các bạn có thể ghép thêm vang số để hát karaoke. Những dòng này thì các bạn thấy âm thanh của nó luôn luôn sắc nét hơn những dòng loa Bose thì đó là đương nhiên rồi. Nhưng các bạn nhớ là đây là một trong những cặp loa có cái tính năng 2 trong 1 như loa Bose nhưng giá rất hợp lý. Các bạn có thể bỏ ra khoảng 17 triệu đồng thì rất khó mua được những cặp loa mà có khả năng trình diễn đa năng, từ dòng nhạc trữ tình quê hương, dòng nhạc cách mạng cho đến những dòng nhạc mạnh của DJ Nan Top, rồi những cái dòng TikTok, những dòng nhạc sống trên YouTube bây giờ. Tôi nhắc lại cặp loa này thì có giá chỉ 17 triệu đồng. Mức giá tôi báo thì các bạn nhớ là không mặc cả không trả giá, bởi vì tôi đưa ra cái mức giá để rất là cạnh tranh. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo thêm.